Xin chào các bạn, tôi xin giới thiệu, tôi là Hoa, là dược sĩ đến từ phòng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu dược mỹ phẩm Thanh Trang. Các bạn thân mến, theo thống kê cho thấy, các bệnh về mạch máu não là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau các bệnh tim mạch và ung thư. Trong đó, thiếu máu não chiếm tới 25% tổng số các ca tai biến mạch máu não. Đây là bệnh lý thường gặp ở rất nhiều người và có xu hướng gia tăng ngày càng mạnh. Với vô số điều kiện trong cuộc sống hiện đại, như là ăn uống không khoa học, căng thẳng thần kinh kéo dài hoặc lối sống mất cân bằng, ô nhiễm môi trường là những nguyên nhân gây ra độ tuổi mắc bệnh ngày một trẻ hóa. Chính vì vậy, hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một sản phẩm rất tuyệt vời giúp tăng cường tuần hoàn máu não. Đó là sản phẩm Gingo Biloba. Sản phẩm này được nhập khẩu nguyên lọ từ nhãn hàng Xanh Mơn Hát, đã có hơn 115 năm hình thành phát triển các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sản phẩm được công ty Thanh Trang phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm này có công dụng như thế nào và những đặc điểm gì nổi bật thì chúng ta hãy cùng theo dõi trong video này nhé. Gingo Biloba là tên khoa học của cây bạch quả. Một viên nang có chứa 100mg chiết xuất từ lá Gingo Biloba. Ở bên cạnh có con số 50/1. Đây chính là tỷ lệ chiết xuất. Để sản xuất ra một viên nang 100mg thì phải cần tới 5.000mg lá thô Gingo. Sản phẩm này có tỷ lệ chiết xuất rất cao, dịch chiết rất đậm đặc. Vì vậy, chỉ cần uống một viên trên một ngày là đã có hiệu quả. Sản phẩm này rất hữu ích với các trường hợp rối loạn tiền đình, giảm các triệu chứng liên quan đến thiểu năng tuần hoàn máu não như ù tai, chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, suy giảm trí nhớ, giúp duy trì một tinh thần tỉnh táo, minh mẫn, tăng trí nhớ và tập trung với những người mà bị suy giảm thần kinh do tuổi tác hoặc là do lao động trí óc căng thẳng. Gingo Biloba còn được chứng minh giúp làm chậm tiến triển của bệnh Alzheimer, đặc biệt đối với người lớn và người già, giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông và ngăn ngừa nguy cơ về đột quỵ. Sản phẩm này được sử dụng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Cách sử dụng rất đơn giản, liều thường dùng là uống một viên trên một ngày, uống sau bữa ăn 1 giờ. Chú ý đối với những đối tượng như là phụ nữ đang mang thai, phụ nữ cho con bú, người đang xuất huyết hoặc trẻ em dưới 12 tuổi là những đối tượng chưa phù hợp để sử dụng sản phẩm. Các bạn có thể tìm mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, lắng nghe và dành thời gian quý báu để theo dõi hết video của chúng mình. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.